Rồi, xin chào các bạn nha. Năm mới chúc các bạn là năm mới một năm an khang thịnh vượng, rồi vạn sự như ý. Rồi trong cái nghề nghiệp đầu tư trade thì sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đó, thì ngày hôm nay là ngày xét về âm lịch đó, là ngày mùng 10 tháng 1, mùng 10 tháng Giêng âm lịch, thì cũng là ngày ông thần tài, ngày gọi là ngày ngày của ông thần tài. Nên là mình nhân cái ngày này để mình làm cái video đầu tiên trong cái chuỗi video nói về Forex cho những bạn mà đang mong đợi video của mình. Đó, thì mình làm vào ngày này để mình mong các bạn là sẽ sau này sẽ trở nên giàu có, được ông thần tài ông ban nhiều lộc, thì sẽ trở nên giàu sang cũng như là trở nên thành công trong cái lĩnh vực là đầu tư Forex. Thì mình các bạn theo dõi channel của mình nhiều rồi thì các bạn cũng hiểu về mình rồi. Mình làm video chủ yếu là để chia sẻ thôi, chứ còn trong cái lĩnh vực Forex này á thì cũng có rất là nhiều cạm bẫy, cũng như là nó lấy đi rất là nhiều sinh mạng của bao nhiêu người gọi là không hiểu biết gì mà chúng ta đi vào cái thị trường này, nên rất là nguy hiểm đó. Nên là cái bài ngày hôm nay là bài số 1 đó. Thì cái bài số 1 này á, mình sẽ giúp các bạn hiểu cho đúng về cái thị trường trước cái đã. Đó, tức là trước khi đầu tư vào một cái gì đó, các bạn phải hiểu nó là cái gì cái này thì mới đầu tư được. Nó còn chưa hiểu ngáo ngáo đi đầu tư chỉ có thua thôi. Đó, thì đó là về cái ngày âm lịch ha. Còn ngày dương lịch thì hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, lễ tình yêu. Thì mình cũng chúc các bạn là đang yêu nhau thì sẽ có một tình yêu thật là lãng mạn, thật là hạnh phúc. Còn những ai có gia đình rồi á, thì là gia đình hạnh phúc, con cháu thì vui vầy ha, sống cả gia đình đều khỏe mạnh. Rồi còn những ai chưa có người yêu thì sớm tìm được một nửa tình yêu của mình. Đó, ngày hôm nay là ngày đầu năm, cũng như là video đầu tiên của cái chuỗi video này, nên mình là chúc các bạn khá là nhiều điều. Đó, thì mong các bạn là ủng hộ để cho cái chuỗi video này diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Rồi, thì hôm nay cái bài hiểu đúng về Forex này á, mình dành cho những bạn mà có thể là đầu tư Forex rồi nhưng mà có thể là chưa hiểu về bản chất của nó, cũng như là những bạn mà chưa biết gì về Forex cũng có thể là xem được và bắt đầu hiểu cho đúng. Đó, đi là phải đi từ đầu ha, hiểu cho đúng để xem coi á, mình có thích hợp với cái thị trường đầu tư Forex này không. Đó, nếu mà các bạn thấy hợp á, thì có thể đầu tư cũng như mình thôi, mình cũng đầu tư đó. Thì còn nếu mà thấy không hợp, nếu không thấy hợp với mình thì thôi, chúng ta xem cho biết rồi chúng ta bỏ qua. Đó, rồi thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel trong thời gian vừa qua nhé. Thời gian vừa qua mình khá là bận nhiều việc nên là không sắp xếp thời gian làm được, nhưng mà qua năm mới thì mình sẽ cố gắng để mình làm ra nhiều video. Rồi, vậy thì Forex là gì? Đó, các bạn nghe Forex nhiều rồi, cũng có thể nhiều bạn là chưa hiểu Forex là gì. Thì Forex á, viết tắt của cái từ là Foreign Exchange, là trao đổi ngoại tệ cũng như là ngoại hối. Đó, từ Forex là viết tắt của mấy cái từ đầu này, For này với S này. Thì người ta cũng có thể gọi Forex tắt bằng hai cái chữ đầu của chữ Forex và chữ cuối, đó là F và X. Đó là đầu tư FX, có nghĩa là đầu tư Forex đó. Đó, thì ngoại tệ ngoại hối là gì? Ngoại tệ ngoại hối là các bạn thấy ở những đất nước khác nhau á, thì họ sẽ dùng những cái đồng tiền khác nhau. Ví dụ như Mỹ là dùng USD này, rồi đô la đó, euro là dùng cho các nước ở Liên minh châu Âu. Đó, tiền bảng Anh, tiền yên Nhật, tiền đô la Úc, Canada. Đó, cũng như là những cái đồng tiền khác. Cũng như gần chúng ta nhất là tiền Việt Nam đồng ha. Thì để một người mà đi từ đất nước mình, đi từ Việt Nam sang Nhật, thì có thể là không thể dùng tiền Việt mà xài với nó được. Nên chúng ta phải dùng tiền Việt, chúng ta mua bằng tiền yên. Đó, thì sau khi đó thì chúng ta mới xài được ở bên nước người ta. Thì khi cái hoạt động mà chúng ta dùng tiền Việt, chúng ta mua tiền Nhật đó, đó là chúng ta đã tham gia Forex, chúng ta đã tham gia cái việc là trao đổi ngoại tệ. Đó, nó đại khái là như thế. Đó, các bạn hiểu được chưa? Nó đại khái là như thế thôi. Ở những đất nước khác nhau thì cũng như thế. Chứ không thể là dùng đô la mà đi nước nào cũng xài được. Đô la qua Nhật thì có chỗ nó chấp nhận, chỗ không. Nên bắt buộc chúng ta phải chuyển qua tiền Nhật. Đó, và khi mà chuyển qua chuyển lại đó thì nó có một cái gọi là tỷ giá như thế này. Cái tỷ giá như thế này nó sẽ thay đổi liên tục, tùy vào ngày, hoặc là có thể là
tháng này khác, tháng sau khác, thậm chí là ngắn hơn là giờ này khác, giờ sau khác rồi. Đó. À, thì cái tỷ giá này á, nó cao hay nó thấp? Ví dụ như 1 đô la đổi bằng 23.000 tiền Việt Nam đúng không? Nhưng mà bỗng nhiên tiền Việt Nam mà tăng giá mạnh, đó, tiền Việt Nam tăng giá mạnh, đất nước Việt Nam phát triển mạnh, thì lúc đó 1 đô la lúc đó nó không có đổi được 23.000 nữa, mà nó chỉ đổi được 10.000 thôi. Đó. Thì giá tiền Việt lúc đó nó cao hơn rồi. Thì cái tình hình đất nước á, nó sẽ phản ánh lên cái thị trường đầu tư, thị trường ngoại hối này. Ví dụ như đồng tiền nào đó mà mạnh á, đồng tiền nào đó mà cao, thì thể hiện rằng á, cái đất nước đó, giá trị của nền kinh tế đất nước nó cao. Còn đồng tiền nào mà thấp á, thì giá trị của nền kinh tế đó nó thấp, cũng như là nền kinh tế đó, đất nước nó đang xuống dốc. Nó là như vậy ha. Cái thị trường này là như vậy đó. Rồi cái thị trường này á, nó lớn như thế nào? Thị trường này được xem như là một cái thị trường tài chính lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện nay, lớn nhất trên toàn cầu. Thì giao dịch một ngày của nó, đây là một ngày nha các bạn, giao dịch một ngày của nó là trung bình nó là khoảng là 5.000 tỷ đô. 5.000 tỷ đô nhé, một ngày. Đó, các bạn mà nào mà đầu tư thị trường Bitcoin á, các bạn có thể biết thị trường Bitcoin nó dao động là một ngày đâu đó khoảng 10 tỷ tới 20 tỷ. Đó một ngày. Còn cái thị trường Forex này á, một ngày nó là 5.000 tỷ. Tức là giả sử như 10 tỷ đi, 5.000 tỷ mà chia cho 10 tỷ là nó lớn, tức là cái thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Rồi. Thì nếu nói đối với cái thị trường chứng khoán Mỹ á, thì thị trường chứng khoán Mỹ thì người ta liệt kê nó khoảng là 226 tỷ đô thôi. Đó. Một ngày giao dịch như thế. Thì cái thị trường Forex này nó lớn khoảng là 26 lần cái thị trường chứng khoán Mỹ. Nên các bạn có thể hình dung được cái thị trường Forex nó lớn như thế nào rồi đúng không? Rất là kinh khủng, rất là lớn. Đó. Thì cái thị trường này nó lớn như thế này thì nói lên điều gì? Nói lên là cái hoạt động trao đổi mua bán ngoại tệ giữa các quốc gia nó diễn ra liên tục. Đó. Và nó cũng là một thị trường tài chính. Nên thị trường tài chính thì nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn cho những nhà đầu tư, cũng như là cho những ai muốn kiếm tiền từ cái thị trường này. Đó các bạn ơi. Ok chưa? Rồi, thì chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền mỗi ngày từ cái thị trường Forex này? Bao nhiêu tiền mỗi ngày? Thì ở đây nếu mà các bạn hỏi bất cứ một trader giỏi nào thì họ cũng có thể nói với bạn là họ sẽ kiếm được với cái lãi suất là 2% một ngày là cái chuyện rất là bình thường. Thì bao nhiêu tiền mỗi ngày thì chúng ta sẽ không nói chính xác được, tại vì tùy người. Nhưng mà người ta sẽ nói cho các bạn được số phần trăm mà người ta kiếm được trên cái tổng số tiền mà người ta có, tức là 2% một ngày. Tức là giả sử các bạn có 100 triệu là một ngày các bạn kiếm được khoảng 2 triệu một ngày với số tiền là 100 triệu, tức là 2% đó. Thì mỗi tháng sẽ là 2 nhân cho bên thị trường Forex á, thì nó làm việc từ thứ hai tới thứ sáu thôi, thứ bảy nhật nghỉ. Nên là một tháng chỉ có khoảng là 20 ngày thôi. 20 ngày mà nhân với 2 thì nó sẽ là khoảng là 40% một tháng. Nó là lãi suất khoảng 40% một tháng. Nếu mà biết tận dụng thì cái lãi suất của cái thị trường này cũng rất là cao, không thua gì thị trường tiền điện tử. Mà nếu mà nhiều hơn thì có thể là 3% một ngày, tức là 60% một tháng. Đó. Nếu mà đều đặn. Thì theo quan điểm của mình thì cái thị trường tài chính Forex á, nó khó hơn thị trường tiền điện tử rất là nhiều đó. Tại vì cái cách trade bên thị trường này á, nó khác so với cái cách chúng ta trade bên thị trường Bitcoin tiền điện tử. Bitcoin vậy chứ coi vậy chứ nó dễ nha, chứ còn cái này khó hơn này. Mà mặc dù bên thị trường tiền điện tử á, các bạn cũng có thể là biết được bên đó cái vốn hóa nó nhỏ, đúng không? Cái thị trường bên đó nó bị cá mập chi phối nhiều. Nhưng mà dù gì nó vẫn dễ hơn bên cái thị trường này. Mặc dù cái sự biến động giá bên thị trường này rất là ít, có thể là lên xuống khoảng là không phải mấy phần trăm một ngày thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là khó. Để qua những bài sau thì các bạn sẽ hiểu được ha. Rồi, nếu có một cái nghề mà có thể kiếm được 1 triệu đô la một năm thì giao dịch Forex cũng được liệt kê vào cái nghề đó. Đó. Thì tức là
hầu như là những người đầu tư nào cũng có thể nói cho các bạn điều này, chứ không phải là chém gió nhé các bạn, không phải là chém gió, mà là cái nghề mà kiếm được 1 triệu đô một năm, tức là mỗi mỗi năm thu nhập khoảng là 20 mấy tỷ, khoảng là 22, 23 tỷ một năm, thì Forex cũng được liệt kê vào cái nghề đó, gọi là nghề trader, mà rất là kinh khủng ha. Thì thị trường này kiếm tiền rất là nhiều. Rồi, vậy thì tiền ở đâu mà nhiều như vậy? Tiền ở đâu mà giao dịch có thể là 5.000 tỷ hoặc hơn một ngày như vậy? Cũng có thể là tiền ở đâu mà có thể là kiếm được 1 triệu đô một năm như vậy? Thì tiền này nó đến từ các tổ chức tài chính lớn, như những ngân hàng như ngân hàng Thụy Sĩ này, ngân hàng Hồng Kông, cũng như là nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. Nếu mà các bạn đi ra ngoài ngân hàng Việt Nam thì các bạn có thể là thấy được cái bảng điện tử, nó sẽ hiển thị là giá vàng hôm nay này, đó, rồi giá đô la này, giá yên này, mua bán đó. Thì tất cả những cái đó đều là các hoạt động forex, các hoạt động trao đổi ngoại tệ đó, mà ngân hàng nào trên thế giới cũng có đó. Thì tại vì tất cả các ngân hàng trên thế giới đều diễn ra các hoạt động như thế này, nên là cái thị trường này nó lớn, mới lớn như vậy. Và tiền từ đâu mà có? Thì tiền từ những cái tổ chức tài chính lớn này nè các bạn, tiền từ những ngân hàng. Mà đối với các ngân hàng lớn trên thế giới thì cái chuyện 1 triệu đô, thậm chí là 10 triệu đô, nó chỉ là một con muỗi thôi. 1 triệu đô một năm chỉ là một con muỗi rất là nhỏ giữa sa mạc thôi ha. Nói chung là rất là cô đơn. Nên là cái thị trường tiền điện tử này, cái thị trường Forex này là một cái, nói chung là một, nếu mà nói đúng thì mình gọi nó là một mỏ kim cương. Nó là một mỏ kim cương chứ không phải là mỏ vàng nữa. Mà những ai mà biết cách đào kim cương từ nó thì sẽ tiền sẽ rất là nhiều. Nhưng mà đầu tiên là các bạn phải biết cách nha. Tiếp theo là các bạn phải luyện kỹ năng. Thì các bạn sẽ kiếm được tiền từ cái thị trường này. Thì hiện nay thì các sàn giao dịch Forex, các sàn giao dịch Forex nổi lên như cồn. Hầu như các bạn sẽ nghe quảng cáo các sàn giao dịch rất là nhiều đó. Thì cái nghề đầu tư Forex cũng như là cái nghề trade theo Forex dần dần thì đang được xã hội chú ý tới. Tại vì từ lâu thì cái ngành này xem như là không hợp pháp ở đất nước Việt Nam, coi như là không hợp pháp, nhưng mà dần dần thì người ta cũng ok rồi, cũng chấp nhận rồi đó. Thì Tuy nhiên, nãy giờ các bạn nghe mình nói rồi đó, kiếm tiền từ thị trường này rất là nhiều, cũng được cái thị trường Forex ngoại hối này được xem như là một mỏ kim cương. Tuy nhiên, kiếm tiền từ thị trường này có thực sự dễ không? Thì đó mới là cái câu mà chúng ta cần quan tâm. Đó, thì các bạn sẽ xem xét như thế này. Ở đây có một cái hình này mà nó nói về các trader sau vài năm theo cái nghề Forex thì sẽ như thế nào không? Khi mà các trader bước vào cái thị trường Forex thì bắt đầu với giấc mơ là làm giàu nhanh chóng. Đây là một sai lầm của rất là nhiều trader. Ngày xưa khi mà mình bước chân vào cái thị trường đầu tư thì mình cũng có cái giấc mơ như thế này, tại vì mình thấy nó ngon ăn quá mà đó. Nhưng mà sau một thời gian mình cũng ngộ rất là nhiều điều, cũng như là sáng suốt thêm rất là nhiều, cũng như là rèn luyện bản thân làm trở nên là cứng cáp hơn rất là nhiều thì mình mới thấy là cái thị trường này chỉ có kiến thức và kỹ năng giỏi thì mới kiếm tiền được. Chứ còn khi mà các bạn bước chân vào mà các bạn mơ mộng giàu sang nhanh chóng trong khi chưa có cái gì trong tay cả, chưa có tí kiến thức nào cả, cũng như là kỹ năng thì cũng chưa có, thì cũng chẳng bao giờ giàu được không. Mà kiến thức kỹ năng thì nhiều người bảo cái nghề trader là chúng ta cần phải là có năng khiếu, nhưng mà theo quan điểm của mình thì không cần năng khiếu đâu. Theo quan điểm của mình thì các bạn có thể tự học được và các bạn có thể rèn luyện được để trở thành một trader giỏi, một người đầu tư giỏi. Chỉ cần rèn luyện được. Mà rèn luyện thì cần cái gì? Rèn luyện thì cần thời gian. Thì theo cái hình tháp này thì 40% là người bỏ cuộc, tức là bỏ việc khi làm trader. 40% các người mà người ta bỏ việc để làm trader. Khi mà vào cái nghề trader rồi thì 80% là số người là bỏ cuộc sau 2 năm. Tức là sau 2 năm thì họ sẽ trở nên trắng tay, họ trade thất bại và bỏ cuộc.
Tức là các bạn hiểu là có 100 người thì 80 người là bỏ cuộc rồi. Thì chỉ còn là 20 người thôi, tức là còn 20% thôi. Và trong 20% này á thì 7% là trụ được sau 5 năm ha. Đó. Và những người mà trụ được sau 5 năm này này là những người thành công. Đó. Thì các bạn phải xác định được rằng á, để mà giỏi một cái lĩnh vực gì đó, nhất là cái việc trader. Cái việc trader là một cái ngành mà mình nghĩ là kiếm tiền rất là nhiều và thời gian thì rất là thoải mái. Các bạn cũng có thể đi du lịch ở một hòn đảo nào đó, rồi các bạn ngồi phòng khách sạn, các bạn trade như thường, như là chúng ta đi làm vậy đó, chứ cũng không cần thiết phải đi đến công ty hoặc là đi làm gì cho mệt. Đó, chúng ta chỉ cần có internet, có máy tính là chúng ta làm việc được rồi. Đó, công việc nó rất là thoải mái cho một trader, nhưng mà bù lại thì nó đòi hỏi một kỹ năng rất là lớn. Đó, các bạn có trụ được sau 5 năm hay không, đó mới là câu hỏi thôi. Sau 5 năm chúng ta còn tiền, rồi đừng để trái tài khoản nhé. Để qua những buổi sau mình nói vì sao các bạn phải biết được vì sao mà người ta lại dễ bị cháy tài khoản như thế. Hay nhiều bạn nhắn tin cho mình là than vãn cái chuyện là cháy tài khoản, mất vài trăm chai rồi, mất 100 chai là chuyện bình thường, mất vài trăm chai đó là than vãn với mình rất là nhiều, nhiều người lắm chứ không phải một đó. Và mình rất là đáng tiếc cho điều đó, vì các bạn không hiểu được cái kỹ năng đầu tư, cũng như là không kiểm soát tốt cái nguồn vốn của mình. Thì khi mất tiền rồi đó, thì quay qua than khóc thì than khóc làm gì nữa, nó chỉ có thừa thôi. Đó. Còn cái câu này thì cái hình này mình lấy trên mạng, nhưng mà cái câu này nói hơi quá. 1% tất cả trader có thể gửi lại học phí nằm trên này. Thật ra sau khi mà các bạn trụ được sau 5 năm rồi ấy, thì các bạn thuộc cái top trên đây là cái top kiếm tiền rất là nhiều ha. Chứ không chỉ đơn giản là gửi học phí đâu, mà chúng ta còn lãi thêm được rất là nhiều nữa. Đó. Thì nhiều người á bảo là tiếc vài triệu bỏ ra để học hành. Đó. Nhưng mà bù lại các bạn sẽ mất rất là nhiều thứ. Đó. Thêm nữa là trong cái lĩnh vực đầu tư, cái forex này nói riêng cũng như là thị trường đầu tư nói chung thì có những cái hoạt động lừa đảo rất là nhiều. Kể cả thị trường forex này nó cũng có những cái sàn giao dịch nó lừa đảo. Các bạn nạp tiền vào là các bạn không rút được thì coi như là mất rồi, thì cũng như là lừa đảo. Và cái tiền đó nó còn nhiều hơn gấp trăm lần cái số tiền mà các bạn bỏ ra để các bạn học hành ha. Đó. Cũng như là đóng tiền net rồi lên YouTube của mình ha, lên channel của mình để học những cái bài học như thế này. Nó vừa rẻ vừa bổ và vừa đỡ tốn tiền. Đó. Thì mục đích của mình làm video cũng là để chia sẻ kiến thức thôi. Mong các bạn ủng hộ. Nếu như các bạn nào mà thấy video không hợp lý á, không hợp lý chỗ nào thì các bạn có thể ấn dislike và các bạn để lại comment ở bên dưới là bạn ơi hoặc là quý ơi, chỗ này chưa được này, nói lại ha. Thì mình sẽ rất là cảm ơn về những cái dislike như thế, về những cái không thích như thế. Các bạn bấm dislike, tức là các bạn bấm nút nút dấu mũi tên ngón tay chỉ xuống ở trên kênh YouTube, thì các bạn có thể hãy để lại một lý do vì sao các bạn chê video của mình ha. Mình rất cảm ơn vì điều đó. Tại vì không có ai làm video mà được khen cả, và được khen tất cả cả. Phải có người chê người khen thì chúng ta mới tiến bộ lên được. Rồi, thì cái chuỗi video của mình á, thì để tí mình nói tiếp ha. Rồi, vậy á, chúng ta hiểu về cái bản chất của thị trường Forex là gì, thì chúng ta mới kiếm tiền được từ cái thị trường này. Đó, vậy thì bản chất của Forex là gì, và vì sao chúng ta lại kiếm tiền được từ Forex? Mình mong các bạn hiểu được cái bản chất của nó, thì các bạn mới tự nhiên và thoải mái trong tinh thần mà chúng ta kiếm tiền được. Chứ vô thị trường này mà không hiểu được bản chất của nó thì không có kiếm tiền được đâu. Rồi, thì thực chất cái thị trường Forex này á, thực chất của nó thì cũng tạo ra giá trị cho xã hội. Và giá trị ở đây á, là đáp ứng nhu cầu của người dùng, nhu cầu trao đổi tiền tệ của những cái người mà đi du lịch này, cũng như là những người qua nước ngoài sống, thì đáp ứng nhu cầu trao đổi tiền tệ như thế của các quốc gia. Tuy nhiên á, đó là những cái nơi, và ví dụ như các bạn ra sân bay thì các bạn thấy có những nơi đổi tiền, thì đó là họ có những hoạt động trao đổi tiền tệ. Tuy nhiên đối với những nhà trader thì chúng ta đâu có đổi tiền gì đâu. Chúng ta mục đích chúng ta chỉ là mua và chúng ta bán đó, hoặc là chúng ta bán trước rồi chúng ta mua sau, như thế là chúng ta để kiếm lãi. Thì những trader, đối với những trader như thế thì không có tạo ra giá trị cho xã hội, mà là chúng ta đang ăn theo những cái tổ chức tài chính lớn để chúng ta kiếm tiền. Bản chất là chúng ta đang ăn theo để chúng ta kiếm tiền ha. Thì khi đó tiền nó sẽ chảy từ túi người này sang túi người khác.
Đó là bản chất đó. Tiền túi người này sang túi người khác. Đó. Thì các bạn phải hiểu như thế này ha. À, mình nói về bản chất nên là mình đem cái tấm hình này ra để mình so sánh. Là thị trường Forex nó cũng như là một môn thể thao vậy đó. Thì các bạn phải hiểu cuộc sống của chúng ta đang sống đó là một trò chơi.